Chào cả nhà, ngày mới chúc cả nhà mình có được nhiều sức khỏe. Rồi, bây giờ cho giá nó ăn cơm trưa nha cả nhà. Sáng đi là đĩa cho em ăn rồi. Bây giờ cho em ăn trưa, lấy cái tô sáng ra. Này, giá ăn đi con. Em ăn trưa nha cả nhà. Lấy bán gì á, lấy cho mình yên ăn nữa. Nhìn cái mặt em cứ buồn buồn mấy hả cái này, thấy buồn nó như nhớ nhà vậy đó, buồn lắm, mình cũng buồn lắm, buồn hiu mà. Cho đi ra cho em ăn xong rồi em hồi phục. Sáng này cho ăn xong cái bà chủ nhân cho uống thuốc xong, bà chủ nhân đi rồi, đi em lên tác phạm rồi, xong rồi trưa mình bán gì mình cho ăn miếng nữa, xíu chịu chịu cho uống thêm chút nữa, cho cái món nào uống ngày 2 tử thì cho cái nào uống ngày 1 tử thì uống sang ngày sớm. Rồi, con ăn ha, ăn đi, vô mẹ uống cho bình yên ăn đó. Lấy kem cho bé Giá ăn xong và cho bình yên ăn cả nhà. Cho mình đi ăn xong cái xong vô lấy cho mấy đứa kia nữa, đứa nào ăn trước rồi ăn, đứa nào ăn sau nữa chứ. Mấy đứa ở nhà nó nói chung nó cũng mình biến ăn lấy mà nó nhìn không Giá ăn hết tô rồi cái nè, sạch luôn, sạch Giá ăn xong rồi quên mình yên. Con ăn đi. Bắt sóng lẹ dữ. Thấy bữa đi đám hỏi của chú, đám hỏi hôm qua hôm kia gửi cho cô thầy, nhà cô thầy chăm sóc giùm, nay ba con rước về. Giờ cho bú nãy cô chú thấy ghé ông đang im ắng, mẹ con vừa mở cái nắp lên sóng đúng lẹ luôn. Đây đây con bắt sóng lẹ lắm nè. Này thấy mèo cái nó bắt sóng lẹ dữ lắm nè cô chú. Mặt ghét dữ trời. Con bú đi, đói đói. Bé Giá này cô chú ơi, lấy cơm tối cho bé Giá ăn. Nó, Giá ơi, Giá ăn đi con. Nó thả dây ra nói với hủ tiêu cắn lộn ấy, cả nhà. Nên mình không có thả vô, nó vừa bước vào nhà nói với hủ tiêu cắn lộn á, sực liền lập tức luôn, không ai nhịn ai hết. Chắc hủ tiêu cắn lại ăn Giá quá, ăn Giá nó bự con lắm á. Tối nữa nha, sáng giờ là cử này là cử thứ ba nha cả nhà. Sáng nay đi bán rồi lấy cơm cho ăn rồi uống thuốc rồi ăn nè, uống cử tối nè, uống thuốc bổ máu với mẹ nè, lúc mà tối là cho ăn vậy. Vừa thả dậy ra vô nhà sực liền một phát với tiêu. Ủa, ba lên chảnh đi con. Cho ba lên chảnh đi. Mang đi.
Ăn đi, ăn cho hết đi, bỏ bứa kìa. Hết đi giá. Giá ơi. Giá ơi. Ăn cái gì hồi cho uống thuốc. Đưa vào cái thuốc cho con uống ha. Viên uống rồi. Viên vàng uống chưa? Mẹ ơi, viên màu vàng nữa. Thuốc viên màu vàng rồi, nữa uống rồi. Số 3. Lên số 3 luôn. Số 3 nằm đâu ra? Mắt không thấy đường. Mới số 2 à? Lên xíu nữa. Mắt mờ cái vàng. Đó, số 3 đó. Gà rồi nha 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 nha. Giá quan lắm cô chú ơi, cho em uống thuốc một cái, dặn lại để đủ. Con nghĩ là mẹ cho em uống thuốc được luôn á. Quan á, hiền quá trời ơi, cái này nó nhỏ như thế sao mới tốt không hút luôn. Rồi cho phải lấy cái chén nè. Với cái chén à, cái nước nó vàng trong quá mà hiền dữ trời. Mẹ con cho nó uống thuốc được không? Hiền quá nha. Chắc là đắng, cái thuốc nó đắng. Thuốc nó đắng hả? Uống cái này vô ngọt nè. Ngọt rồi nè. Số 3. Giá, giá bị nhiễm trùng máu hả mà? Em giá bác sĩ kêu bị nhiễm trùng máu không cô chú? Mày biết nhìn do giá cho mày không? Giống mấy gấu. Giống gấu. Con hơn gấu nữa. Chị bự. Đâu? Chị Đại, giống chị Đại. Chị Đại ba mặt con gấu với chị Đại rồi nó ơi, giá ơi. Giá quậy đuôi gì cô chú? Tôi nói con ăn đi, ớt bệnh nha, ớt bệnh ăn tạp thì, không? Ý là cảm sống nha. Nó có ăn tạp không ạ? Không. Ăn cũng hiền luôn hả? Từ 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 từ. Vú mướp lòng hộp. Tẻ rồi. Tẻ già rồi, chắc cũng già. Tẻ chứ nhiều nước lắm rồi. Con thấy mặt nó có già. Sao sao giá? Cái ai? Mặt mặt buồn quá. Mặt buồn hiu à, mắt buồn rồi. Rồi sao con? Con ăn cho xong đi. Ăn miên cái xong để em uống tiêu là nó cắn con đó. Cái này ca. Xếp cái giò xuống. Thôi đừng quay tự nhiên không máu vú quay lại dính. Ủa quay bài đâu? Quay dính uống tiêu mà lòng cái giò đó không? Nó biết rồi, điểm ngứa con nó đi. Cái tiêu qua mày miếu tiêu. Đi uống tiêu ơi. Con này mày gả cho. Ừ, chú ơi, gả cho uống tiêu. Uống tiêu ngứa. Đi đây. Đi xin lộn, đi đây, biểu nhanh, biểu nè. Con tiêu. Biểu. Con tiêu, biểu được không? Nhanh lên đi. Trời ơi, này. Trời ơi, giỏi. biết rồi đó. Nên này lúc nào nó biết rồi, nghĩ nó đây nha nè, ai gãi. Gãi cho nó. Ù cha mẹ ơi, đây không đến răng dừa nha. Mấy bữa răng đẹp ghê gớm luôn, này răng hết đẹp rồi nha. Con xin chào cô chú, con chào cả nhà. Hôm nay cũng lâu lắm rồi con chưa có quay các cái mèo cho cô chú cả nhà mình cùng xem. Thì cô chú coi đây là giống như là giấc chiều các bé đang nằm thư giãn. Bé cu tèo là đang nằm ở trên cái rổ, bé đen nằm trên tủ. Đó, đây là bé đen nằm trên tủ nha cô chú ơi. Nó đen thui từ lùi à. Nhìn kỹ mới thấy mắt á. Là bé móm thì đang uống nước, còn bé nằm ở trên cái miếng giấy là cu ly. Cu ly của chú thấy không, nhìn nó giống như trái dưa hấu chưa, nguyên một cái mình nó mà nó bằng cái miếng dán cà móng luôn rồi đó cô chú ơi. Và một điều đặc biệt chứ cô chú thấy nữa là một cặp đôi tình nhân bạn tri kỷ, đó chính là bé Lượm và bé Vàng. Bé Lượm rất là ở nhà giống như là một chị Đại á cô chú. Cô chú thấy rất là nhỏ con nhưng mà
rất là chị đại, gặp ai cũng đánh, gặp bé nào cũng đánh, mà bé nào cũng sợ bé Lượm hết. Này cô Tèo, cô chú coi này, cô Tèo nó mập ơi là mập luôn nè, nó ăn nhiều lắm. Đây Lượm như vàng đây, con chú thấy không, chị đại đó, chị đại vậy á, chứ còn biết phân biệt được đâu là bạn chi kỷ cô chú ơi. Bé vàng chính là sự ưu tiên, được bé Lượm ưu tiên, không bao giờ đánh cô chú. Bé Lượm nó hay một cái là nó đều đánh tất cả các bé ở trong phòng, nhưng mà mỗi lần nó thấy bé vàng, nó quay qua thấy bé vàng trước mặt là nó lấy cái tay nó thắng lại liền, nó không bao giờ nó đánh thằng vàng một cái nào hết cô chú. Đó cô chú thấy không, tình thương mến thương cỡ đó mà đánh cái gì không biết nữa, liếm hung người ta. Bé Lượm không bao giờ liếm ai, chỉ có đánh người ta thôi chứ không có liếm ai, không có vệ sinh hung ai á. Mà riêng bé vàng là đặc biệt vậy á, giỡn nữa thì ghét không cô chú, nhìn rất là dễ thương. Đã tính là bé Lượm nó rất là khôn luôn cô chú ơi, nó biết được ai chơi với bé Lượm từ hồi nhỏ luôn á. Dạ con cũng xin khép video clip tại đây. Con rất là cảm ơn quý cô chú cả nhà đã luôn yêu thương các bé và ủng hộ cho con. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Luôn chúc cô chú cả nhà nhiều sức khỏe, bye bye và cô chú cả nhà.